Rồi súp đồ con 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 6 tháng 3 em sẽ lên kỳ là 686. Thì kỳ này em sẽ lên cho anh em là cần, em mới bày cần nè ha. Vừa cần và máy luôn nha. Thì đầu tiên em có là combo bộ cần và máy cần rút mini nha. Nó cho về anh em câu câu cá vặt, câu tôm, câu bè, hoặc là cho con cháu gì mình chơi nha anh em. Rồi thì tiếp theo là cần hai khúc carbon, cần một khúc, hôm nay một khúc nhiều lắm, hôm nay một khúc phen lá nhóc có chân luôn ha, một khúc cứng cao cũng có nữa nha anh em. Rồi với lại là em có vài con máy nè, em còn vài con máy này em sẽ lên cho anh em nha. Hôm nay thì có mấy con Mondai qua kit coi nông, rồi con zip gì đó. Rồi thì phí ship mặc định bên em là cần là 30.000, máy là 20.000 nha anh em đó. Rồi em sẽ lên hàng cho anh em nè. Anh em nào chốt hàng á, mình chốt theo số điện thoại này 0988546535, số này là số Zalo của em luôn đó. Rồi anh em xem cho em một like và một nút đăng ký kênh nha anh em. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho anh em là mấy cái bộ cần rút này, bộ cần rút này em để cho anh em giá rẻ cho anh em chơi nè. Máy là máy Nhật luôn, máy bãi nha. Rồi mã số 1 đây, mã số 1 em sẽ lên cho anh em là bộ này ha. Bộ cần đây, cần còn mới đẹp lắm, cần là dài là 1m65 nha, dàn phen kẽm anh em, còn rất là mới luôn. Mấy cái phen này anh em chơi là thiên thu nha. Đó, đọt đặt đây 1m65, đi dưới con máy là size 3000, con máy ruby, hàng kim loại, con này hàng Japan đó. Rồi bộ này mã số 1 em để cho anh em giá là 350 ha. Cây cần này không bán 1400 yên là chạy ra tới tầm khoảng cỡ dao động tầm khoảng cỡ gần 300.000 tiền Việt mình đó ha. Rồi ok, thì bộ này em để cho anh em giá là 350 nha, mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Đây. Mã số 2 thì em có bộ này. Bộ này thì nó là một cây cần, đây, một cây cần là có là dàn phen của nó là phen lồng sứ luôn nè. Ha. Độ dài của nó là 1 m, hình như là 1m65 luôn. Cây này cũng là 1m65 luôn ha, cần còn rất là mới. Đây, mới tinh luôn á, dàn phen anh em nhìn nè. Đây bát ngon lành ha, cán hở 3 khúc luôn, cũng là 1m65, đi với con máy này size một con này size 2000 nha. Con này cũng hàng ruby, nó size 2000, máy quay rất là nhẹ, đổi tay được trái phải, anh em thuận tay nào thì về đổi tay đó. Đây mã số 2 em để cho anh em giá là 350 luôn ha. Tiếp theo mã số 3. Đây mã số 3, cây cần này quá trời đẹp luôn nè. Cây cần này dàn phen là phen hãng lồng sứ, cái phôi của nó là sấn gân, phôi đen trong đen sấn gân, còn rất là mới nha. Đây bát ngon lành hết trơn luôn. Thì cây này đi với con đai qua ha, con đai qua này hàng tốt của anh em, tại vì nó bị xước quá trời xước rồi, nó nhìn nó hơi cũ nhưng mà nó còn rất là mướt nha. Nè, nó quay không có kêu, không có quơ lắc gì hết trơn á. Đây thì được cái là cái con lăn cước của nó là bằng thao nữa, anh em có thể đánh be. Cây này anh em có thể dùng để lua được nha. Đó rồi em cũng để cho anh em mã số này là mã số 3, cũng là 350 luôn, đổi tay được trái phải, thuận tay nào về đổi tay đó nha. Tiếp theo mã số 4. Đây mã số 4, cây này quá đẹp luôn. Cây này là một cái cần trong Hà Nội địa nha. Cây này cái bát đẹp lắm nè, đúng không, dàn phen của nó dàn phen kẽm còn mới lắm, cây cần còn rất là mới luôn. Đây đi với con máy đai qua Swiftfly ha, con này nó bị chốc lớp ten thôi, chốc lớp xi thôi, máy còn quay khá là mượt nha, rất là mượt luôn, đổi tay được trái phải nha. Đó đi với con máy này là con máy size 2000 gì đó, bộ này cũng vẫn lua được luôn nha anh em, cũng có thể là lua được luôn. Đó, chơi lua thoải mái, ngon lành, lua cứng tầm M. Đây thì cây này độ dài của nó là hình như là 1m65 hay là 1m8 gì, để em đo ha. Cây này dài 1m8 anh em ơi, 1m8 hay là 2m1 à? Cây này là 2m1 nha, cây này độ dài 2m1 nha anh em, quên nói cái độ dài cho anh em hồi nãy giờ mấy cây cần ha. Rồi cây cần này độ dài của nó là 2m1 nha. Đi với cây cần 2m1, cái này mã số là mã số 4 nha, giá là 350. Còn mã số 3 hình như là em chưa nói độ dài hay sao á. Mã số 3 là cây này dài 1m8 anh em ơi nè, dòng qua linh dài 1m8 nha, để báo lại cái độ dài cho anh em nắm rõ. Tiếp theo mã số 5.
Đây mã số 5 là có một cây cần dàn khuyên kẽm nha. Cây này dài là 1m65 mi á. Cây này 1m8 hay 1m65 đây. 1m65. Đó, 1m65 đi với con máy size 5000 luôn nè. Con này đi nè, con đai qua. Con đai qua lông cát nha. Ừ, máy quay ngon lành luôn nè. Tại vì nó màu đen em sẽ đi với cái một con máy đen luôn nha, cây cần đen đi với máy đen thì nó rất là hợp. Bộ này giá rất là rẻ luôn. Nè, mã số 5 chỉ có 300k thôi. Tiếp theo mã số 6 đây. Bốn cây này là giống nhau luôn, mấy cây này là hàng sau này, mấy cây giống nhau hết trơn nè. Anh em có điều kiện thì lấy mấy cây giống nhau này chơi nha anh em. Cái bát nó giống nhau hết trơn luôn. Nè, mấy cây này mấy cần giống nhau nhưng mà khác máy thôi. Rồi, tiếp theo là mã số 6. Mã số 6. Mã số 6 đi với con này. Cây cần này dài là như là 1m8. Để em đo. Cần dài 1m8 nha. Đây, cần dài 1m8. đi với con máy là size 2000 nha. Đi con đai qua size 2000. Con quay rất là mượt luôn, cần cầm khá là nhẹ cho đầm tay nha. Đổi tay được trái phải luôn nha anh em. Cứng đi. Rồi. Đây, đi dàn khoan kẽm anh em chơi thoải mái luôn. Đó. Đây bộ này. Đi với con đai qua đẹp quá ha. Rồi bộ này bản số 6 cũng là 350 luôn. Tiếp theo bộ mã số 7. Đây, bộ mã số 7 thì đi cũng là đi với con đai qua nữa, con này size 1500 nha. Con này size cỡ 1500 thôi. Con đai qua XT700B nha anh em. Con này hàng da ben luôn nè. Đi với cây cần 1m65 hay 1m8 đây. Cây này 1m65 nha. Cây này 1m65. Nha. Cần này 1m65. Đi với con máy là một size 1500, con này hàng da ben luôn. Nè, máy quay rất là đậm nhẹ một luôn anh em. Rồi, bộ này em để cho anh em giá là 350 luôn ha. Cán này cũ bằng nha anh em. Tiếp theo là mã số 8. Đây, mã số 8 thì cũng là một cây cần cũng giống nhau luôn nè, dàn phen kẽm. Cây này chắc dài 1m65 luôn á. Cây này dài 1m8 nha anh em. Cây này dài có 1m75 chứ không phải 1m8. Cây này 1m75. Đây. Mã số 8 này cây cần 1m75 nha, đi với con máy Diamond hàng da ben anh em, con này rất là mượt luôn. Nè, con này quay rất là mượt, nhẹ mượt nha. Anh em vô cần rồi phải nói nó quay nó mượt kinh luôn. Nè, quay rất là nhẹ ha. Dòng này rất là trâu bò nha. Rồi cây này mã số 8 em để cho anh em giá là 370. Tiếp theo mã số 9. Đây mã số 9. Mã số 9 là đi với cây cần này dài 1m7 luôn anh em ơi. Đây, đi với cây cần dài 1m7 luôn nè. Nó cũng là giống với mấy cây kia thôi, nhưng cây này nó khác màu thôi, cây này nó màu nâu. Cũng là cán gu bằng, chưa có gỡ bọc luôn nè. Bát đẹp, quá đẹp luôn. Rồi cây này là một cây một con máy GS600M ha. Con này size tầm khoảng cỡ 1500 anh em. Nó câu tôm, câu bè, câu mực thì cây này thì nó, con máy này đều đi cái dù BE nha. Nó có dù BE ở đây nè. Nha. Có kim loại luôn. Rồi con này em để, mà bộ này em để cho anh em giá 370 nha, mã số 9. Đó, bộ xong rồi ha. Anh em thích bộ nào anh em lấy bộ đó thôi. Rồi. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 thì hôm nay em có một cây cần UL nha, một cây UL dài 1m98, hàng đai qua Phantom nha, cán gỗ bằng rất là nhẹ luôn anh em. Cây này siêu nhẹ luôn, đai qua Phantom X. Đó. Cây này cái lóng của nó này. Cái lóng của nó phải nói là rất là nhỏ luôn, nhỏ hơn cái trái út này anh em thấy không? Phân nửa cái trái út thôi. Đó. Hàng tốt nha. 66 UL thì cây này hàng tao quanh sức lua được là 1 đến 7 gram ha. Nè, phôi của nó nè. Phôi sắn gân 3D. Dàn khoen là Fuji nha anh em. Dàn khoen Fuji xứ nâu. Cái độ đọt nè, đọt dịu nè. Cần UL. Đó, thì cân nặng của nó em sẽ cân nặng cho anh em. Cây này có cân nặng là hình như là 100 gram đúng á. Cây này đúng 100 gram luôn. Rồi. Mã số là mã số 10. Cây mã số 10 này để anh em 850 nha. 850 anh em có một cây cần này chơi. Cây UL nha anh em.
Tiếp theo mã số 11 nè, 11 thì em có một cây cần cho anh em để câu mực nha anh em. Cây này câu mực rẫy mực đồ đó, thì anh em lấy một cây Misaki đây, một cây Misaki bát là bát Fuji Gold, vàng khoen là Fuji xích, ở dưới là xích nòng súng, ở trên là xích lá bu lờ chống sóng. Cây này chưa vệ sinh nha, nhìn nó hơi còn hơi dơ nè đó, chưa vệ sinh nhưng mà còn khá mới, độ mới 80% ăn lên. Cây độ dài 2m2, độ cứng nó tương đương là 30-80 gì đó. Cây này cứng, không phải nó tái màu hay sao á, nó để chứ 30-80 thì em không biết, chắc là tái chì hay sao á, chì 30-80 hay sao á, thì độ cứng nó tầm khoảng cỡ 30 thôi. Cây này độ cứng cỡ 30 nha anh em. Rồi dài 2m2 nè, còn khá đẹp luôn. Rồi cây này cân nặng 189g, đọt là đọt 2 ly ha. Mã số này mã số 11 em để cho anh em giá 750 nha, vàng quen Fuji xích hết trơn luôn. Tiếp theo mã số 12 em có một cây Heichi, về đúng cây Heichi luôn. Đây, một cây Heichi của Alpha Taco còn khá là đẹp. Quen bát là Fuji hết trơn, dài 1m8, đọt là đọt cứng 10 nha. Đây, Heichi. Nó vàng khoen là Fuji hết trơn nha. Rồi Fighter Alpha Taco, hàng của Korea, made in Korea. Khá đẹp. Rồi cây này cân nặng là 99g. Đọt của nó đọt là 1 ly nha. Mã số này mã số 12, em để cho anh em giá 500. Tiếp theo mã số 13. 13 em có cây cần 2 khúc nha. Cây 2 khúc đai qua dòng Holder Lock. Đây, đai qua Holder Lock. Bát nè, bát đẹp, bát đời mới. Cây này độ cứng dao động tầm khoảng cỡ 100 đến 120, có thể hơn. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, bát là Fuji đời mới. Cây này dài 1m8. Yarika ha. Đó, dòng V vậy nè. Dài 1m8, cứng là dao động 100 đến 120. Bu cũng là Fuji xứ xa xứ nâu luôn. Đó. Anh em rồi hết chơi bạo lực mình lấy nha, cứng 1m8. Rồi, cây này cân nặng. Cân nặng là 224g. Đọt của nó là 2 ly 2. Mã số 13 có giá là 750. Tiếp theo mã số 14. 14 em có một cây 2 khúc đọt đặc nha anh em. Cây này dòng đọt đặc nè. Đây. Em thấy không? Cái đọt nó là dòng đọt đặc nè, dòng carbon đặc nha. Đây, độ cứng của nó dao động rơi vào 50 đến 80. Nó chỉ là cong cái đầu thôi, cái đầu là nó có đô nhạy nha, nhấp nháy thôi. Anh em cây này vừa chơi cảm giác vừa đánh bạo lực nha, cảm giác mà chơi là kéo cá bạo lực được nha anh em. Nó gì cái đọt nó là đọt đặc. Phôi là ở dưới cái phôi gốc carbon. Đây, cây này mấy ông Nhật ông chơi là ông sơn kim tuyến hết trơn luôn. Sơn mài kim tuyến nha anh em. Ông chơi là nguyên cây cặn luôn ở trên nè. Trên cũng sơn mài kim tuyến luôn. Nó đi vàng khoen khoen lá nha. Bát là Fuji. Vàng khoen lá bát Fuji, bu là bu chống sóng. Đó, vàng khoen lá xích nè. Về vệ sinh lại đẹp nha. Đấy, cây này dài 1m8. Cân nặng. Cân nặng là 300g. Đọt của nó có thể là đôn lên nhiều nha, tại vì nó sơn rồi. Cái này đọt nó dao động tầm khoảng cỡ 2 ly nha anh em. Đọt là đọt đặc nha, đọt sợi tinh đặc hay là carbon đặc gì không biết nha. Rồi cây này mã số 14 em để cho anh em giá 750. Tiếp theo mã số 15. Đây 15 em còn một cây 3 khúc cho anh em câu bạo lực, câu bè, khoái câu biển nè. Câu biển, câu ngâm cản đồ. Đây, một cây đai qua ha, đai qua hàng hệ. Dòng là Amofo Tú Rồ Manh. Đây, Amofo Whisker Tú Rồ Manh carbon hai da. Nó cứng 80, dài 3m. Vàng khoen là khoen xích biển, bu là chống sóng. Cây này độ mới 90 đến 95%. Càng khá là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Cây này từ 1.850 em giảm còn 1.650 ha. Đó, cân nặng của nó. Rồi cây này có cân nặng là 466g. Đọt của nó hình như dao động tầm khoảng cỡ 3 ly. Đọt của nó là đúng 3 ly luôn. Cây này dao động cứng là từ 80 đến 120.
đây, rất là mới, mã số 15, 1.650.000. Tiếp theo là mấy cây cần một khúc nè, một khúc hôm nay là hàng đẹp không luôn. Tiếp theo mã số 16, đây 16, một cây cái cán nè, cái cán như như là một cái máy chèo, cá máy chèo gì nè, cán dẹp nè, nè cây này được cái là cái cán đẹp, quá đẹp luôn. Một cây là Power Mid, à cây này hình như nó có hai cái đọt hay sao á, đây 100 với 130, mà cây này nó, cây này nó rút qua, nó như là nó đóng vô là thành một khúc luôn rồi, nó đóng chặt vô một khúc luôn rồi, gỡ không ra nha. Nếu mà anh em gỡ được thì anh em về anh em có cây cần cắm gốc anh em xài, còn không được thì để vậy đánh luôn nha anh em. Thì em bán, em bán theo kiểu cần một khúc nha, nó tại vì nó cứng luôn rồi. Đây cây này khá đẹp luôn, cái kén đẹp, quá đẹp. Cây này mới in Japan ha, hàng đai qua, dài 1m6 anh em, độ cứng dao động rơi vào 100 đến 130 nè. Cây này cứ 100 đến 130 luôn này, độ cứng nè, đã không đó, thì nó dao động tầm khoảng cỡ 100 rồi. Cây này carbon hai da này anh em, dàn khoen của nó là của dàn khoen Fuji xứ xứ xám, đọt là đọt tháp nè, đọt tháp đặt trên đây nè, thấy không. Cây này nhẹ hiệu luôn, dài 1m6 một khúc nha, nặng là 250g. Rồi cái đọt của nó, đọt của nó là 2 ly 2, mã số 16, em để cho anh em giá 750. Tiếp theo mã số 17, đây 17 quá đẹp luôn. 17 này coi cây này mấy ông Nhật cũng quấn, ông đây ông quấn cái tay cầm cho anh em, mà quấn cái cán nè, cái bát anh em nhìn cái bát tem vàng nè, cái bát Fuji Gold nè, bát này giá rất là cao nha anh. Nếu mà anh em mua lẻ ngoài thị trường á, cái bát này giá dao động là tầm khoảng cỡ là 400 ha, 300-400 ngàn một cái bát này. Đây đó, dàn khoen lọc, dàn khoen Fuji lá nha, xích lá, dàn khoen lá hết trơn luôn nè anh em, thằng lá quá trời khoen luôn, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cái khoen trên đây, dày cui luôn, bu là bu xích chống sắn nha. Cây này này, cái đọt của nó nè, cây này đọt của nó là có tháp đọt đặc nè anh em, tháp đọt đặc ở trên nha. Thì độ cứng nó dao động tầm khoảng, cây này cứng em, cái độ cứng nó cỡ 80 nha, cây này cứng 50-80, tại vì nó sụ cái đọt thôi, sụ cái đọt thôi. Em đè nặng tay xuống luôn là nó cong gì nè ha, để cho anh em đánh nước chảy, anh em chơi bạo lực, vừa bạo lực kéo cá bạo lực mà câu câu cảm giác như là câu cái đọt này nó nhảy anh em ha, cái đọt nó nhảy dễ dễ bắt cá. Rồi cái cây này cân nặng của nó là 274g, đọt thì không có đo được nha, tại vì cái này nó quấn chỉ, nó đổ keo hết trơn rồi. Cái đọt nó đang đo là 2 ly mấy, cỡ 2 ly ngoài anh em, cái đọt của nó cỡ 2 ly rưỡi. Rồi mã số 17 này em để cho anh em giá là 600 ha. Cây này cần một khúc, dài là 1m6 luôn, cây này cũng là 1m6 luôn nha anh em. Tiếp theo là mã số 18 thì cây này độ dài của nó là tầm khoảng cỡ là 1m7 nha, 1m7, 1m75 gì đó, cây này cỡ 1m7 rồi. Đây 1m7 cũng là quắn cán luôn, mấy ông Nhật cũng, mấy cây này là mấy cây hàng độ của ông Nhật nè, là một khúc luôn. Đây quấn cái bọc là bọc kim tuyến, bọc này bọc để dạ quang chắc tối hay sao á nè, nó quấn hết trơn luôn. Cây này hình như là một cây cần đặt nha anh em, cây này đặt sở tinh đặt nha, nó cần đặt nè, nó thì độ cứng nó rơi vào tầm 50 nha. Cây này bao anh em nải cá luôn đó, anh em vừa câu, anh em muốn câu mà cần đặt mà khoen nhiều đây thì nó đây nha, mấy ông Nhật công làm nè, khá là đẹp luôn á, dàn khoen là Fuji hết trơn luôn. Đúng không, muốn câu bắt cá mà kiểu cây cần nó sụ xuống thì anh em lấy cây này cho em. Rồi cây này mã số là 18, cân nặng của nó là 380g. Đây cái đọt của nó, đọt nó dao động rơi vào tầm khoảng cỡ là 2 ly 2. Rồi mã số 18 em để cho anh em giá 650. Tiếp theo mã số 19, đây 19 là một cây đai qua xịn sò luôn, cây này một khúc luôn ha. Cây này độ dài của nó là 1m8 anh em, 1m8 một khúc, anh em nào mà chơi một khúc được thì mình lấy nha. Đây một cây, đây một cây này xịn sò luôn, cây này là 1m8, dòng này là dòng nối gốc nha nè, đó
trong kiểu như là cắm gốc gì đó. Đây cái kén của nó đây nè, kén của nó đây, cái đọt không là độ dài của nó, cái đọt không là dài tầm khoảng cỡ là 1m4, 1m3 chứ, cái đọt không cỡ dài 1m3 nha. Nó kiểu là kiểu cắm gốc, cây này cái phôi xịn sò luôn anh em nè, phôi của nó phôi rất là đẹp. Chỗ này là mấy ông Nhật ông đi keo nha, nó hình nó màu nè, cái phôi nó từ trên đây nè, cái phôi đẹp lắm nè, dàn khoen lá nè, khoen lá quá trời khoen luôn. Độ cứng nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 50 nha, cây này cứng cỡ 50 đây nè, nè dàn khoen xích nè. Cây này em để cho anh em giá rất là tốt cho anh em chơi nha. Nó cắm này nó gốc nè, rồi cân nặng của nó, cây này cân nặng là 300 gram, đọt của nó là 1.4 ly nha. Đó rồi, mã số là mã số 19, em để cho anh em giá là 850. Cây này nói rốc. Tiếp theo mã số 20, mã 20 thì em có một cây cần lua, một cây lua một khúc máy ngang dài 1m6. Cây này đúng 6 luôn, 1m cỡ 1m đâu, coi đo kỹ đây coi, 1m8 đúng rồi, cây này cỡ 1m6 nha. À 1m6, kênh ráp hàng của Korea. Cây này đi dàn khoen là dàn khoen titan anh em. Đây có đóng chữ T bên đây ha, dàn khoen Fuji titan nè, đóng chữ T nè. Đó, khoen đều 3 nè. Khoen này giống như là khoen lá nhỏ nha. Đó. Cứ bu nè. Đó. Đây cây này khá là cứng nha, cây này cứng cỡ MH anh em, cứng lắm, cứng giờ nãy luôn anh em. Cứng khừ à, mà nó nhẹ. Cây này rất là nhẹ luôn. Cây này anh em rảy mực ngon. Rồi cây này là nặng 116 gram, dòng là Ken Rap. Nó dàn khoen là titan nha. Đó, mã số thì đọt của nó. Cây này đọt cũng khá là to. Đọt của nó là 2 ly. Mã số 20 này em để cho anh em giá là 550. Kén gỗ bằng luôn. Tiếp theo mã số 21. 21 thì em có cây một khúc. Cây một khúc này dài cỡ 1m9 quá. Nó dao động tầm khoảng cỡ 1m85 mà. 1m85 nha. Nó bị lèo lử. Rồi cây này dài 1m85. 1m85 anh em. Đây cái kén thì mấy ông Nhật cũng quấn cái này là quấn cũng như quấn cái lớp vải nè, lớp vải như là cái kén vợt anh em. Đây, dàn khoen Fuji xích. Thì cây này nó là một cây cần hai khúc nha. Nó là một cây cần hai khúc. Cây này nó cứng quá em rút không ra, thì anh em về anh em làm sao cách nào anh em rút ra thì anh em chơi được cần hai khúc. Còn không được thì anh em cứ chơi cần một khúc nha. Cây này độ cứng là mấy ông Nhật cũng ghi là 120 nè. Nó ghi cứng là 120. Dàn khoen là dàn khoen xích lá hết trơn luôn, nhưng mà ông sơn nè, ông sơn mấy cái này màu cam mà nè, đó, khoen nhóc hết trơn luôn nè nè. Đó, cây này anh em về lấy bu khoen cũng lời nữa. Đây, rồi cây này mã số 21. Cây này em bán rẻ cho anh em chơi luôn, rất là rẻ. Cây này mà 220 gram. Mã số 21 em để cho anh em giá 450, thấy không? Nội dàn khoen này không lấy ra hết trơn, khoen này lời luôn, khoen một đống trên đây nè, bu là bu xích nữa. Tiếp theo mã số 22 thì có một cây cần độ của mấy ông Nhật ha, gốc là gốc trúc nha anh em. Cây này gốc trúc như kiểu như là một cây cần xích hay sao. Đây gốc trúc rất là dài, kén nè, kén cánh bát gốc là rất là dài. Nói cái bát này không đủ tiền cây cần rồi nè, cái bát Fuji vàng nè, anh em về anh em có thể chế cháo lại nha. Còn cái đọt của nó là đọt đặc nha. Cây này đọt đặt đi dàn khoen Fuji rất là nhiều khoen nè, khoen anh em nhìn thấy không, cái này anh em có thể về là chế lên mấy cây cần Ikeda rồi khoen một đống khoen luôn. Đó đây đọt đặt thì độ dài của nó là 1m7. Rồi 1m7 nha anh em. Cây này có cân nặng là 343 gram, mã số là mã số 22, em để cho anh em giá 400. Tiếp theo là em có mấy con máy đây. Em còn 7 con 8 con máy gì đó. Tiếp theo là máy nha. Mã số 23 thì em có một con máy Shimano 6000 hàng kim loại, full kim loại nha anh em.
Shimano GS đây, Shimano 2 GS với GS 2 vậy đó, biết đâu GS-2. Rồi con này là full kim loại, máy quay một nhẹ luôn nha, đổi tay trái phải, thuận tay nào về đổi tay đó nha anh em. Mua bên sống, con lăn cước ngon lành và cước ok đó. Đây nè, và cước cạch cạch luôn. Rồi con này size 6000, em để cho anh em giá 200, mã số 23. Tiếp theo mã số 24. Đây 24 em có một con Daiwa XT4 size tầm 9-10000, cối còn khá là đẹp, anh em về chịu khó mình sơn lại là có một con máy đẹp xài, còn không sơn á, thì để vậy đánh bình thường không sao hết. Máy quay rất là mượt luôn, dòng này thì khỏi chê nha anh em. Dòng này rất là trâu bò. Máy rất là mượt luôn. Cối còn khá là đẹp, tem đầy đủ luôn, còn hai cái tem luôn nha, hàng da ben đó. Con này em để cho anh em giá 450, mã số 24. Tiếp theo mã số 25 em có con máy Korea nè, con Korea tên là Crimson. Con này size của nó là size cỡ 5000 nha anh em, có cước sẵn luôn, ngon lành. Đây toàn thân carbon, tay quay kim loại, đổi tay trái phải. Để em bật này lên. Rồi cái chống đầu ngược của nó con này lâu ngày cái vô dầu của cái lẫy chống đầu ngược của nó bị khô rồi, nó không có chống đầu ngược được nè, nó chưa có gặt về. Là nói chung là anh em nào chốt thì em sẽ làm ngon lành lại cho anh em ha. Đây nè, máy quay mượt lắm, ngon lành luôn, gian viết ok. Rồi con này mã số 25 em để cho anh em giá 300 nha, máy xe 5-6000 cỡ đó, cỡ 5000. Tiếp theo là một con cái máy có nòng sống nè, anh em đánh lục, anh em đánh bạc bãi, anh em đánh ba tiêu đó, thì mình chơi con này. Con này là một con cối nòng sống Shimano của hàng Japan nha, của Nhật luôn, Shimano Nhật nè. Đây con này tên của nó là Power Electro GT 9000, con này size to ha, cước số 12 nó vô tới 200m, cước số 14 là vô 170m lận, cước số 10 nó vô 240m lận. Con này size rất là to ha, không có to gì đâu, tại vì cái cối của nó thôi, con này cối nó có sâu thôi, cái cối nó nhiều cước nha anh em. Rồi nó là dòng cối nông, nhưng mà nông này cái cối nó hơi to, vô nhiều cước thôi nè. Đổi tay trái phải nha, thuận tay nào giờ đổi tay đó anh em. Đây còn rất là mới, ba anh em là mới tầm khoảng cỡ 85-90% luôn nè. Rồi con này mã số 20-26 em để cho anh em giá 2 triệu. Tiếp theo mã số 27. Đây 27 em có một con Zitrin Game, con này hàng Gromarin của Korea nha, Zitrin đó. Con này anh em chơi dít thì mình lấy, có cuộn BE sẵn, cuộn BE này không à, tầm khoảng có 300-400 ngàn rồi nè, cuộn BE này rất là nhiều. Thì BE số 3 nó vô được 200m, BE số 2 nó vô 300m nha anh em. Có là kim loại, thân hình con này là body hợp kim nha, nó là body hợp kim đó. Đây rất là mượt luôn nè, chống đấm chống đau ngược là đồng bi, chống là dính ha. Tay quay nè, cái núm gỗ, cái núm này cầm rất là chắc tay cho anh em bắt cá bự. Tay quay vặn xích cốt ha. Đây tay quay vặn xích cốt anh em, nó dòng này đúng chuẩn hàng xích rồi ha. Anh em muốn mà chơi một con xích ngon lành là anh em phải mua từ là giá từ 3-4 triệu ăn lên nha đó. Mà con này nó sản xuất chuyên giờ xích thôi đó, để cho anh em câu xích hoặc là câu ngâm đáy rồi đó. Thì cái con này nó đáp ứng được yêu cầu là anh em xích, mà giá tiền rất là tốt nữa. Đây, anh em chỉ bỏ ra 1 triệu ngoài thôi là kiếm được, có được một con máy zip ngon lành để chơi rồi. Tay quay rất là chắc chắn này, em thấy không? Máy quay nhẹ tay luôn. Đó, cầm con máy quay luôn nè. Đây con này chạy 7 bậc đạn nha anh em. Rồi con này mã số của nó là mã số 27 này em để cho anh em giá là 1 triệu mốt. Con này size của nó tầm khoảng có 8000 Shimano á. Tiếp theo mã số đây lên cho anh em mấy con máy lùa Daiwa Kit. Thì mã số 28 là một con Daiwa Kit 2004. Kit 2004, kit Caria ha, kit này đời giữa. Đây máy quay một nhẹ trơn luôn, có cuộn BE sẵn. Đó kit 2004, mã số 28 em để cho anh em giá 1 triệu tư nha.
đây tay quay đôi, được sản xuất ở đây được sản xuất ở Thái Lan nha anh em. Đây nó bị mất cái giá này, 1,4 triệu kit 2004 có nông nha, con này có nông, size của nó là 2000. Tiếp theo là mã số 29, con kit hàng gửi, kit Caria nè, kit Caria hàng gửi anh em thấy không, máy thì có xước xác nha, đây có xước xước dâm thôi, đây có xước dâm đó, tay quay đôi cũng Thái Lan sản xuất luôn ha, dòng kit từ 3000 trở xuống là Thái Lan sản xuất hết. Máy quay rất là nhẹ mượt đấy, máy quay rất là nhẹ mượt luôn. Thì con này cũng là 1,4 triệu cho anh em chơi luôn, dòng có sâu nè, nhiều anh em tìm có sâu nè ha, kit. Rồi mã số 29 em để cho anh em giá 1,4 triệu luôn. Tiếp theo mã số 30 cuối cùng, mã số 30 thì em có một con là Emi Radar gì nè, nó con này được con đây qua Việt Nam ha, được sản xuất ở Việt Nam, con này quá trời đẹp rồi, tay quay đôi luôn, con này có Maxell dòng kháng mặn nè, có kháng mặn luôn nè anh em, đấy con này mới là bao anh em là 95% này. Máy quay rất là mượt luôn. Thì thông số của nó nè, anh em đánh BE 0.8 vô được là 1-200m nha, còn đánh ni lông 0.22 vô được là 150m đó, mới cáo luôn. Rồi con này em để cho anh em giá là 1,5 triệu cuối cùng, mã số 30. Chào anh em nha.